Xin chào. Việc diệt trừ sâu bệnh côn trùng là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trong ngành nông nghiệp của bà con. Với nhiều mẫu mã đến từ nhiều thương hiệu khác nhau như bình xịt điện, bình xịt động cơ xăng, bình phun phân, nếu bà con có nhu cầu sử dụng trong diện tích rộng hay những vùng đất canh tác như đồng lúa, đồi chè, vườn cây ăn trái, hoặc bà con có thể sử dụng trong gieo hạt, thì hãy quan tâm tới dòng bình xả phân. Chính vì vậy, ngày hôm nay Bảo Yến sẽ giới thiệu tới các bạn bình xịt xả phân Mitsubishi được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Bình sử dụng được với 3 chức năng: phun phân dạng nước, phun phân dạng hạt và phun phân dạng bột. Ngoài ra, bình có thể sử dụng để thổi bụi bẩn ngoài đường hoặc thổi lá trong vườn cây của bà con một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Về bình, bình được thiết kế với mẫu mã vô cùng đơn giản, với trọng lượng chỉ 12 kg, bà con dễ dàng mang vác trong quá trình di chuyển và vận hành. Với dung tích bình là 26 lít, bình chứa nhiên liệu 1.5 lít, động cơ được bảo vệ bên trong lớp vỏ cực kỳ dày dặn và chắc chắn, với công suất là 2.13 kW, tốc độ vòng quay đạt 7.500 vòng trên phút. Vỏ thân máy được làm bằng nhựa nguyên chất, mang lại độ bền bỉ cao. Phía dưới là bộ khởi động bằng tay giật, bộ chân đế bằng hai lớp dày dặn và chống rung. Đây là bình xăng con của bình e gió, dây dẫn nhiên liệu từ bình nhiên liệu xuống bình xăng con. Ngoài ra, chúng ta sẽ có một bộ phận lọc gió nằm bên hông, được thiết kế cực kỳ dễ dàng tháo lắp và vệ sinh trong quá trình kiểm tra. Phía hông máy chúng ta sẽ được thiết kế với cánh quạt lớn, có chức năng hút gió một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Tay ga của mình sẽ nằm ở bên tay phải của Yến. Khi bà con khởi động, chỉ việc các bạn gạt lên số 1 là bình sẽ tự động nổ. Chúng ta có thể điều khiển được độ mạnh của bình từ 2 tới 8 tùy vào nhu cầu. Còn khi không sử dụng, chúng ta sẽ gạt về số 0 là xong. Về phía tay còn lại thì là để điều chỉnh cái lượng hạt hay lượng bột được phun ra từ 1 tới 10 tùy vào nhu cầu sử dụng của bà con. Tấm đệm được thiết kế khá rộng rãi và chắc chắn, mang lại sự êm ái dễ chịu cho bà con trong quá trình sử dụng, không bị đau nhức. Phụ kiện đi kèm bình bao gồm một tờ sách hướng dẫn sử dụng, bình xăng pha nhớt với tỷ lệ 30:1, hai khóa cổ dây hai vòng to và nhỏ. Đây là cái khay sử dụng cho dạng phun nước, còn cái khay mà sử dụng cho dạng phun hạt và phun bột thì mình đã lắp sẵn vào trong máy rồi. Nếu bà con muốn thay thế, chúng ta chỉ việc vặn hai con ốc này ra, sau đó chúng ta dễ dàng thay thế được. Hai dây dẫn nước, một dây dài và một dây ngắn. Tay cầm, ống cao su dẻo trong suốt, vòi xịt, tay đeo được thiết kế với cái phần đầu bằng inox cực kỳ chắc chắn và không bị hư hỏng. Đây là lọc rác của bình, lọc rác được thiết kế khá là to và dày. Chúng ta sẽ có một bịch phụ kiện đi kèm là bao gồm một khóa buri, khóa mở, cờ lê và các cái linh kiện sử dụng cho dạng phun nước, phun phân và phun hạt. Một vài điểm quan trọng khi chúng ta sử dụng bình xịt xả phân: bình sử dụng động cơ 2 thì làm mát bằng gió với tỷ lệ là 30:1, phạm vi phun của bình là trên 11 m, phun dạng nước là 4 lít trên phút, dạng hạt là 6 kg trên phút. Bình được bảo hành tới 12 tháng và trong quá trình sử dụng thì bà con sẽ được bảo hành và kèm theo nhân viên hỗ trợ bà con và hướng dẫn bà con trong suốt quá trình bảo hành. Để mua hàng, bà con hãy liên hệ tới số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website của chúng tôi. Video đến đây là kết thúc. Xin chào!